bây giờ tôi đang thắc mắc là tại sao ngày hôm nay tôi ngồi trên cái quả cầu long lanh lộng lẫy này mà ban giám khảo đâu rồi? Dạ không sao, họ đang sắp ra rồi. Chúng ta hãy cùng chào đón ban giám khảo của chương trình ngày hôm nay. Vĩnh Hưng và giám khảo khách mời Harry Won.